Chào các bạn nha. Rồi chúng ta đã đến thực hiện được một số các chữ cái cũng khá rồi nha. Tiếp theo hôm nay với bài tập về các cái chữ cái, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chữ cái G. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện việc khoanh tròn chữ cái G có trong cụm từ gấu trúc, gà mái, củ gừng. Tô chữ cái G rỗng và tô theo nét chữ cái G ở phía dưới này. Ok, chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập thôi. Tư thế ngồi viết bài, chúng ta phải ngồi thật là thẳng lưng này. Tay phải chúng ta sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng ta sẽ tì nhẹ lên quyển vở, sao cho quyển vở của chúng ta không bị quằn mép đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tô thật là nhẹ nhàng, thật là từ từ, sao cho bài của chúng ta được đẹp nhất nhé. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.